Lan xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lan sẽ chia sẻ đến cả nhà cái cách làm món gà hấp mắm nhỉ rất là thơm ngon luôn nè. Món này thì chấm kèm một ít muối ớt xanh như thế này là rất là tuyệt vời. Bây giờ mình cũng bắt tay vào thực hiện luôn ha. Lan có chuẩn bị ở đây là một con gà thì nó tầm khoảng là 1 kg cho đến 1,2 kg nha cả nhà. Mua về thì mình sẽ rửa sạch qua nước muối pha loãng, rửa vài lần nước cho thật là sạch và nhớ là lúc mà làm thì mình nhớ là môi cái phần bụng bên dưới như thế này ha. Rồi ở đây Lan có chuẩn bị là cái này là hành tím, Lan sẽ đập dập ra. Mình có là 50g nha cả nhà. Và ở đây Lan sẽ sử dụng thêm là 40g tỏi, Lan cũng cho vào trong cái bọc này mình đập dập ra nè. Thì cho những cái nguyên liệu này vào trong bọc đập thì nó dễ dàng hơn, với lại nó cũng sạch sẽ nữa. Ở đây Lan có thêm là 20g gừng, mình cũng đập ra luôn ha. Và Lan sẽ sử dụng thêm là 15g cái tiêu xanh, Lan cũng đập cho nó dập dập ra luôn nè. Cái phần cuống này thì Lan sẽ bỏ đi nha cả nhà. Mình chuẩn bị ở đây một cái chảo, rồi Lan sẽ cho vào trong cái chảo này là 25g dầu màu điều. Mình sẽ mở cái lửa nhỏ nhỏ thôi để mình xào những cái phần hương này cho nó thơm lên ha. Thì bây giờ Lan sẽ cho phần gừng vào trước nè. Rồi bây giờ Lan sẽ tiếp tục cho luôn cái phần những cái phần hương còn lại, thì gồm có tỏi đập dập, hành tím đập dập và cái tiêu xanh đập dập hồi nãy luôn đó. Hồi nãy Lan có định lượng rồi đó, cả nhà nhớ xem cho nó kỹ ha. Bây giờ mình để lửa nhỏ mình xào cho cái phần hương này nó thơm lên, nhớ là mình để lửa nhỏ mình xào cho nó thơm mà nó không có bị cháy khét cái phần hương của mình nha cả nhà. Khi mà mình cảm thấy cái phần hương nó thơm lên rồi thì Lan sẽ tiếp tục cho vào trong đây là 70g nước mắm ngon 40 độ đạm trở lên nha. Rồi Lan có là 5g hạt nêm nữa nè, 40g đường cát trắng, 10g bột ngọt, 40g tương ớt. Lan sẽ cho tiếp là 2g tiêu và 50g nước lọc vào trong đây để mình nấu cái hỗn hợp sốt này. Thì Lan sẽ nấu cho cái sốt này nó sôi lên, sau đó thì Lan sẽ hạ lửa nhỏ một chút để Lan nấu khoảng 5 phút nữa để cho cái sốt này nó hơi sánh sánh lại, rồi mình tắt bếp luôn nha cả nhà. Và cái phần sốt mà mình cho vào gà như thế này thì Lan nấu xong rồi Lan sẽ để cho nó thật là nguội, rồi mình mới bắt đầu đổ vào, đổ hết cái phần sốt vào trong gà để Lan ướp ha. Lan cho hết sốt vào trong gà xong rồi thì mình sẽ mang cái bao tay vào á, rồi mình sẽ xoa đều sốt vào trong cái da gà cũng như là trong cái bụng của gà để cho nó thấm đều gia vị nha cả nhà. Rồi cái phần hành tỏi tiêu như thế này thì Lan sẽ nhồi vào trong cái bụng gà đó, cho nên Lan nói là mình làm á thì mình sẽ mổ cái bụng bên dưới như thế này để mình nhét cái phần hương này vào ha. Sau khi mà ướp nhét hương vào xong thì Lan sẽ ướp ở đây 30 cho đến 60 phút cho gà nó thấm, rồi mình mới đem đi hấp nha. Lan có chuẩn bị ở đây là một cái xửng hấp, rồi nước nó sôi lên thì Lan sẽ kê bên dưới này là một cái dĩa sâu lòng một chút nè, rồi Lan sẽ cho cái phần gà đã ướp vào trong đây. Rồi cái nước ướp gà thì Lan cũng đổ vào trong đây hết luôn. Bây giờ mình đậy nắp lại và mình hấp cái thịt gà này ha. Trong cái thời gian mà đợi gà hấp chín á, thì Lan sẽ giả một ít muối để ăn kèm. Thì mình có đây là 20g muối hột nè. Lan sẽ sử dụng ở đây là khoảng 5g ớt xiêm xanh, một ít tiêu hạt, 5g bột ngọt, 40g đường cát trắng. Rồi bây giờ Lan sẽ giã cho cái hỗn hợp này nó nát, nó nhuyễn ra nha cả nhà. Sau khi mà mình giã, mình thấy là cái ớt đồ đó nó nát nhuyễn rồi á, thì Lan sẽ tiếp tục cho cái phần nước cốt chanh vào trong đây.
để mình tạo cái vị chua cho cái món muối của mình ngày hôm nay nha. Thì Lan có ở đây là 25ml nước cốt chanh nè, Lan cho vào rồi mình khuấy đều cho nó tan cái gia vị này ra đó. Vậy là mình đã có được một cái chén muối ớt xanh để chấm gà rất là tuyệt vời rồi nè. Sau khi mà Lan hấp cái con gà này được 20 phút rồi á, thì Lan sẽ mở nắp ra, rồi mình lấy cái phần nước ở bên dưới cái dĩa sau lòng hồi nãy đó, đó mình lấy dĩa sau lòng là mình hứng phần nước đó cả nhà. Mình sẽ múc nước đó mình chế lên khắp con gà như thế này. Rồi bây giờ Lan sẽ đậy nắp lại rồi mình sẽ hấp tiếp con gà này trong vòng khoảng 20 phút nữa cho gà nó chín hoàn toàn luôn ha. Và đây là cái thành phẩm sau khi mà Lan hấp được 40 phút thì gà nó đã chín hoàn toàn rồi. Bây giờ mình chỉ cần chấm với muối và thưởng thức thôi nè. Lan chúc cả nhà mình làm thành công luôn nha.